bà con, cá mú, cá mú. Bà con ơi, cá mú chắc bà con biết hết rồi không? Nhưng mà cũng có thể nhiều vấn đề thế này bà con chưa biết được. Bởi vì cá mú là không ăn được với cái gì. Đó, cá mú là những người đang giảm cân nè, không ăn được nè. Đó, rồi những người mà tay chân hoạt động kém nè, cũng không ăn được cá mú này bà con. Người có dị tật, bà con không ăn được cá mú. Đó, và người có được xương sống yếu, không ăn được cá mú. Người bị cong lưng, cái lưng cong cong là cũng không ăn được cá mú. Người bị xuất huyết, không ăn được cá mú. Bệnh da liễu, mất sắc tố ở da, tổn thương da, bà bầu và phụ nữ đang cho con bú. Vậy là cá mú không ăn được là những người như sau: giảm cân, tay chân hoạt động kém, dị tật, xương sống yếu, cong lưng, xuất huyết, bệnh da liễu, mất sắc tố ở da, tổn thương da, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú cái mà con bú còn như là còn hết là ăn tốt hết, những người kia là ăn tốt hết, những người ăn tốt hết, bởi vì trái cho sức khỏe có protein, vitamin B2, vitamin D, E, PP và khoáng chất KP, pha, sp, P, K, trẻ em ốm, người lớn rồi, thai nhi chậm phát triển, xương gân yếu là phù thủng, là suy nhược, cơ thể thì được ăn như cá, những loại cá bình thường hàng ngày mình ăn. Sao thì bây giờ mình ăn vậy, ăn bình thường, mà nếu ăn bình thường như thế, ăn liền 6 ngày là phải nghỉ một ngày. Bà con ạ, bà con ơi, xin chúc bà con ta ăn cá mú vui vẻ mạnh khỏe bà con ơi, mú đây.